Đây là video thể hiện được tính năng xả bán tự động của lọc Aqua phiên bản mới nha. Khi mà tắt á, thì là cái nút báo đầu vào này nó sẽ nổi lên nè. Áp lực hồi lúc đầu mới hoạt động là 3,6 kg, và sau khi tắt thì nó đằng sau nó còn có 2 kg hơn nè. Thì bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành xả lọc nha. Ok, mở cái van đáy. Mở van đáy 100%. Rồi, tiến hành xoay cái van này. Đó. Thì đó, tiến hành xoay van. Nhẹ đúng không? Nó kêu. Đó. Qua đây nó kêu nó tục cái này. Đúng rồi, đó là cái khớp. Không ngang được nữa hả? Ngang được chứ. Cứng đấy. Vậy là hết rồi đấy. Đó. Ok, rồi đóng cái van lại. Mở nước ra trong này tiếp này. Đó, thì sau khi xúc lọc xong thì lọc đã đồng hồ báo áp 3,6. Đã trở về 3,6 này. Và còn một ít van này nhé. Còn một ít rác nó sẽ nằm ở cái lớp lưới. Thì đó sẽ phản xả nước. Đây này, mở hết cỡ. Ở bên trong này nó sẽ có một cái lớp lưới. Khi mà xả ngược thì là bên trong này nó sẽ quay ngược về cái đầu vào. Thì nó sẽ chặn lại, thì chúng ta xúc rửa đĩa là toàn bộ bằng cái van đáy dưới kia. Đó. Và khi trở lại bình thường thì cái mặt này ở đây nó sẽ còn một ít rác, thì chúng ta xả cái van này. Đó, thì là đồng hồ sẽ hoạt động bình thường này. Về 3,6. Đó. Cái này thì đánh xuống nó sẽ xuống lại bình thường. Phải dùng tay ấm rồi. À. Tấn tự xuống. Ok. Khi vệ sinh xong thì bác ngoài vườn vẫn quay. Ok. Đó. Thì không cần phải tháo đĩa mà vẫn vệ sinh được.